Dạ. Chú đi mình đi bệnh viện mới về hả? Dạ. À, chú đi bệnh viện mấy ngày vậy? Một tuần. Dạ, chú hút xong cái thuốc đi rồi con nói chuyện. Rồi đi về ai chăm chú? Không ai chăm. Không ai chăm hết, tự đi về đó hả? Có cái cô Thảo á, cổ bệnh viện. Cô Thảo đó là ai vậy chú? À, cũng là cái gì giúp đỡ cho những người của con chú. Dạ. Rồi chú là không có con có cái gì hết hả? Không có vợ không có con. Chưa là không có vợ không con, con cái mà cũng không có con. Dạ. Có dạ. Dạ. Ừ, mà mất rồi lâu rồi. Rồi bây giờ sống có mình vậy hả chú hả? Sống con mình. Sống ở trong chùa. Dạ. Mà bây giờ chùa á. Bệnh quá. Dạ. Không có một đồng bạc cho uống thuốc. Nên lúc trước còn hơi khỏe đó. Dạ. Ra đây chắc là 3-4 tháng người ra đây á. Để là bán cái số. Dạ, chú ngồi xuống đi, chú ngồi xuống cho nó khỏe. Dạ. Như trai. Dạ. Để mà kiếm sống qua ngày. Chú gài nút áo lại đi. Dạ. 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 Vừa bán vé số mà vừa lườm thêm vé chai nữa. À, thì chú ra khỏi chùa mấy tháng rồi chú? Khỏi chùa khoảng 3-4 tháng. 3-4 tháng rồi, hồi đó chú ở chùa nào chú nhỉ? Chùa Lá nè, 4 năm rồi. Chùa Lá Nhà Bè hả? Dạ. 4 năm mà chịu được. Dạ. Tôi bệnh hoài à. Chú bị bệnh gì vậy chú? Có dạ, chú lấy cho con coi cái đi. Con có nghe thông tin là hoàn cảnh của chú khó khăn cho nên con ghé qua con thăm rồi con chia sẻ lên với mọi người giúp giùm cho chú. Ừ. À, hôm bữa Thảo ghé chạy qua thì nói chú đi bệnh viện. À, và hôm nay chú mới đi về chiều hôm qua. À, cho con mượn. Dạ. Chú là Huỳnh Ngọc Thông này cả nhà. Chú Huỳnh Ngọc Thông. À, 67 tuổi hả phải không chú? Dạ là 67 tuổi. Dạ. Giấy tờ là ghi 60 hả? Dạ. Dạ, tuổi thiệt của chú là 67 tuổi. Chú là ở đây là cái này địa chỉ nhà chú hay là địa chỉ trọ gì chú? Địa chỉ này là nhà của chú hay là nhà trọ? 2056 này nè. 4 này thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nè. À, chú. Dạ. Chú bị đái tháo đường hả? Rồi viêm gan nữa. Đái tháo đường tiếp 2, viêm gan, rối loạn tiêu hóa. Rồi chú. À, chú ơi cái chuẩn đoán mà K93 với E11B17 này là cái gì hết chú? Con cũng biết luôn. Rồi vậy thôi con trả lại cho chú đây. Ừ. Rồi là cái công việc hàng ngày của chú là bán vé số. Hết vốn luôn hả? Rồi đi bệnh viện về tiền. Đi bệnh viện là nhờ cô Thảo viên góp một đôi kính là tiền thuốc tiền nãy là 3 triệu quán. Dạ. Tôi ăn uống miếng, tôi có 1 triệu rưỡi. Dạ. Là nhờ cô đó giúp cho đó ha. Là cô giúp nửa phần. À, cái cô đó là ở trong ở nhà bè mình luôn à? Ở nhà bè mình. Dạ. Ở chùa. Ở trong chùa hả chú? Cô trợ thiện lắm, cô đưa cho chùa. Dạ. Đi chùa cho mèo ăn, chó ăn. Dạ. Ăn 4 năm nay. Là trước đó là chú đi bán vé số với có vé chai thì lượm thêm. Rồi cho con hỏi thăm cái là hồi xưa giờ chú ở trò luôn hay là chú có nhà? Hồi còn trẻ đó. Dạ. 40 tuổi đó, có nhà cửa. Có nhà. Ở Tân Bình đó. Dạ, ở nhà ở Tân Bình. Ở Trà Phạm 2 đó. Rồi con biết rồi. Xong nhà bà già mất rồi bắt đầu bán nhà anh em chị đôi rồi này đó. Chú có hai anh em luôn hả? Có ông anh. Dạ. Ông chết rồi. Dạ. Đó rồi thôi là bắt đầu là hết cái đó là coi như là năm 50 tuổi rồi bắt đầu buồn đời. Dạ. Những năm lốc ở nuôi bệnh ở bệnh viện 105 á.
mình đi nuôi bệnh cho người ta hả? Dạ. 50 tuổi tôi đi nuôi bệnh ngồi đó, ai muốn nuôi nuôi. Dạ. Nuôi bệnh kiếm sống qua ngày. Rồi bán cái nhà mà không có mua được cái nhà nhỏ hơn hả chú? Hồi đó nó nhỏ ấy lắm. Dạ. Hồi đó bán nhà nhỏ xíu. Dạ. Bán được được tỷ không chú? Thì đó đâu, tiền bạc nó đâu tới tỷ. Dạ. Có mấy trăm triệu à. Ừ. Rồi và lang thang rồi xong rồi bây giờ bà xong rồi vô chùa nhưng mà ở mấy năm phải chú? Ở 10 năm ở nuôi bệnh ở bệnh 115. Dạ. Ngủ lăn lóc rồi đường xá rồi. Dạ. Rồi cái có đợt bệnh cái trường chuyện cũng đưa vô bệnh viện 115, cái hết bệnh đi nó đưa vô chùa. Cho vô chùa ở. Đưa giới thiệu vô chùa. Ở được 4 năm, mới ra đây khoảng 4 năm tháng. Mình bệnh quá mình ra hay là sao chú? Bệnh quá, chịu không nổi. Dạ. Cái sức lực của tôi là anh trai ngoài chúng tôi có bệnh mà. Dạ. Tôi phải có gì ngồi dưỡng. Anh biết càng ngày nó thấy càng chú, suy kiệt. Thấy chú ốm ghê ha. Càng ngày suy kiệt. Dạ, ốm ghê luôn á. Rồi bà... mình đi bán vé số với lượng vé chai mấy tháng nay? Mấy tháng này bán được 2 tháng đó đổ bệnh. Dạ. Rồi là bây giờ là cứ đổ bệnh thì hàng xóm ở đây người ta thương người ta giúp cho. Đây biết. Vậy hả? Rồi sao cái cô Thảo đó cô biết vậy? Thảo có làm trong chùa. À, quen từ trong chùa kia. Mấy năm rồi. Dạ. Không thấy thương. Được. Rồi cổ thuê nhà trọ cho đây luôn hay sao chú? Cổ chỉ giúp rồi cổ trả tiền cho tháng rồi đó. Rồi mà rồi tiền đâu mà chú xài? Chú ngã bành rồi tiền đâu? À, rồi là ăn là từ thiền cho hả chú? Hay là nấu nướng? Dạ. Con thấy nhà không có gì hết trơn vậy? Ừ. Dạ, trong cái nhà trọ được có cái này thôi. Rồi nấu nướng thì ăn sao? Ra ngoài mua thôi chứ nấu gì đâu phải không chú? Có ví dụ như là bây giờ ăn cơm cũng không được, tưởng đường mà. À. Nên giờ ăn khó ăn lắm. Dạ. Dạ. Sáng trưa chiều tối. Ăn tiểu đường là ăn phải theo chế độ của người tiểu đường á. Tại đi khám mới biết mình tiểu đường. Vậy là tiểu đường là mới phát hiện đấy thôi. Mới phát hiện trước thai. Dạ. Chứ trước đó ở trong chùa đâu có biết tiểu đường đâu đúng không chú? Là cứ ăn chay là ăn. Ăn chay ăn riết rồi có thấy tự nhiên trong người nó càng ngày càng xúc, càng xúc. Thì hiện tại là chú thuê trò đây là nhiêu tháng, nhiêu tiền bao nhiêu tiền một tháng chú? 1 triệu. Dạ. Tháng 1,2 triệu là cả điện nước xong á. Mà nếu mà đi làm được thì tiền đâu mà trả? Mùa dịch. Dạ. Thì đi bán thì người ta vẫn đi được. Người ta vẫn đi được nếu mà chú có hộ khẩu ở đây không? Nếu mà chú có hộ khẩu ở đây thì chú xin chính quyền địa phương hỗ trợ trong cái mùa dịch này này có hỗ trợ cho mấy người nghèo, người bán vé số, người đồ đó. Có. Nhưng mà không có hộ khẩu. Dạ, thì tại chú có hộ khẩu, chú lang thang có hộ khẩu. Có cái chứng minh nhân dân ở trong mình thôi. Có chứng minh hả? Chứng minh đăng ký ở đâu, tạm trú ở đâu chú? Cho con coi cái chứng minh cái. Không đăng ký đâu. Cho con mượn cái chứng minh chú cái. Con coi thôi, con không có làm gì đâu. Nhìn giữ cho kỹ nha, cho nó mất cái chứng minh là mất hết luôn á. Kỹ lắm. Dạ, thấy kỹ con gói kỹ ghê không? Sáng giờ ăn uống gì chưa vậy chú? Có cô Thảo đem bánh ướt lại cho ăn. À, cô Thảo đó cũng cho nữa đó hả? Cô đó thương quá ha. Thầy quen biết trong chùa. Dạ, dạ. Trò chứng minh này chắc hết hàng sử dụng rồi quá à. Dạ. Chứng minh là
Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình. Cái địa chỉ này từ xưa đến giờ luôn. Ừ, từ xưa đến giờ. À, 2014 hả? À, vẫn còn mà. 16 mà, tôi mới làm 16, năm 16, năm 2016. 2014, vẫn còn, rồi chú cắt đi. Là vẫn còn sai được. Nhưng mà phải đi đổi được rồi đó. Chú bây giờ chú không có hộ khẩu chỗ nào mà đổi. À, chú còn hộ khẩu không? Không. Không có hộ khẩu hả? Ừ. Rồi chú có được mua bảo hiểm không vậy chú Thông? Có cô Thảo xin những thứ nha. Không được hả? Tại vì chú có hộ khẩu á. Ừ. Mình bị bệnh mà có cái hộ khẩu thì có cái bảo hiểm thì nó đỡ tốn tiền đó chú. Ừ, mình vô bệnh viện nó đỡ tốn tiền, bây giờ nghèo rồi mà đã có. Chú cũng chán là chú sao mà có cái chứng minh cái bảo hiểm mà tôi mở thì mong ước nhất là có cái bảo hiểm nó giảm tiền cho mình đỡ dữ lắm. Chứ giờ mà đã nghèo không có tiền rồi mà còn muốn vô bệnh viện là muốn tìm thuốc tìm men rồi không là chứng cũng tiền ăn tiền uống cũng phải 5 triệu. Dạ rồi bây giờ là chú mong ước cái điều gì không? Có một cái bảo hiểm, mong cái bảo hiểm á ha. Để đi làm đi bán vé số. Dạ rồi mình có cháu hả chú? Cháu không kêu bằng chú á. Ông anh cũng độc thân à? À vậy á hả? Cách trước. Rồi chú không có lập gia đình luôn hả? Không, từ nhỏ lớn giờ tôi không có vợ con gì nữa. Dạ rồi mẹ thì mất luôn rồi. Con nghe nói cái hoàn cảnh chú khó quá thì sống có mình, có vợ có con gì bệnh tật nằm xuống nằm có mình trong bệnh viện thì có được cái nhà hảo tâm người ta thương người ta vô ta nuôi giùm cho đó nghe. Mình nghe là có cô Thảo của trưa sáng chiều của lo cho. Dạ đó, người ta thương chú ghê vậy đó. À chú ơi, hôm nay con ghé con thăm chú đó. À thì có cái cô Hoa này nè, cô Hoa này ở dưới Bình Dương á. Dạ cô gửi biếu cho chú 2 triệu để có tiền mà lo tiền thuốc tiền men đó. Nghe hoàn cảnh của chú cũng khó khăn gì đó, trong mùa dịch mà không có làm gì ra tiền á. Dạ. Rồi con đưa tiền cho chú cầm đi. Dạ 1 triệu nha. Dạ đây triệu này chú, là 2 triệu. Dạ rồi thôi chú bỏ xuống đi, rồi chú cảm ơn cái cô Hoa đó. Xin chân thành cảm ơn cô Hoa. Cô Hoa ở Bình Dương á chú. Cô Hoa ở Bình Dương. Dạ. Tôi cũng chân thành cảm ơn cô. Ừ, thì chú gắng uống thuốc mang cho nó bớt bệnh đi rồi đi bán vé số, có thêm tiền đi bán vé số. Chứ giờ người ta cho mình thì người ta hỗ trợ mình thời gian rồi. Thời gian một con lấy thôi chứ đâu có ai giúp mình cả đời. Đúng rồi chú. Dạ. À chú có số điện thoại không chú? Chú có số điện thoại không để người ta gọi chú á? Cái này à, thì 2-3 cái trong túi đó, cái đó không phải à? Cái này hư rồi. Hư rồi hả? Dạ. Tại cái máy này con đang quay phim rồi con không có bấm được. Chú nhớ số hả? Không nhớ số. Ừ. Số của nó là 520. Dạ. Tại cái máy này con đang quay rồi con không gọi được. Vậy thôi để xíu này con kết thúc cái video này rồi con xin số. Ừ. Chú cái này cũng từ thiện cho. À trong cái đó chắc có số điện thoại á, trong cái giấy xuất viện á. Không có. Không có hả? Dạ. Cũng có liên lạc với cô Thảo thôi. Dạ. Cô Thảo nè. Thôi lấy số của Thảo chứ. Số điện thoại cô Thảo nha. Dạ. Rồi về thôi được rồi chú ơi, con ghé con thăm chú cái rồi con đi nha. Dạ. Yeah.